Tuần sau anh sẽ chuyển sang nhà khác sống rồi. Có thật không? Có thật là anh không muốn sống chung với Minh Minh trong căn nhà đó nữa không? Chị Bảo Yến, tại vì cửa mở nên tôi... Bảo Yến! Bảo Yến! Bảo Yến à! Yến à! Buông ra! Em nghe nói đã. Yến! Yến à! Em nghe nói đã. Tặng gà mái. Đẹp quá à. Cảm ơn anh nha. Dương Hoàng, hôm nay gặp chuyện gì hả? Có vấn đề gì hả? Bộ uống lộn thuốc hả? Cái gì? Muốn kiếm chuyện hả? Không có. Ý tôi là tôi ngạc nhiên lắm. Sao tặng cho tôi nhiều hoa quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 246, 247, 248, 249, 250. 250 bông lận đó hả? Nhiều quá vậy? Tôi chỉ cần anh tặng tôi 10 đến 12 bông mà đủ rồi. Người tôi dễ mãn nguyện lắm. Lúc đầu tôi cũng định lấy 25 bông thôi, nhưng mà người bán qua gói lộn, tôi định không lấy. Nhưng mà thấy tội nghiệp người ta quá. Anh nói thiệt đi, tại sao tự nhiên lại tặng qua cho tôi hả? Thì cô nói, cô nói cô thích qua mà. Ừ đúng rồi, tôi thích qua nhất đó. Nhưng mà nhiều quá, to quá, đẹp quá. Những bông hoa này coi như là tôi đền bù cho những phiền phức tôi đã gây ra cho cô và sắp sửa gây ra cho cô. Phiền phức gì? Ờ, cái đó đó hả? Không phải anh nói đã dàn xếp được rồi sao? Chưa xong đâu. Bởi vậy cho nên tôi muốn cô coi những bông hoa này là liều thuốc xoa dịu, để sau này cô khỏi phải đau đớn. Minh Minh, tôi tặng hoa cô thích không? Có giống những bộ phim cô đã từng xem không? Thích chứ. Mà anh đã tặng hoa như vậy cho bao nhiêu cô gái rồi? Chưa có ai đâu á. Cô là duy nhất á. Vậy hả? Minh Minh, cố lên. Cố lên. Cố lên. Chị Bảo Yến, tại vì cửa mở nên tôi... Bảo Yến! Bảo Yến! Bảo Yến à! Yến à! Buông ra! Em nghe nói đã. Yến! Yến à! Em nghe nói đã. Anh Dương Hoàng, cho tôi xin lỗi. Vì chuyện gì? Bởi vì tôi mà... Vì cô? Vì cái gì chứ? À, cô muốn nhắc tới chuyện chiều nay à? Về Bảo Yến thì lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cả hai chỉ mới 9 tuổi. Lúc đó là đang nghỉ hè. Rồi thì năm ấy cũng là năm thật buồn đối với gia đình tôi. Gia đình tôi đã mất đi đứa em gái bé bỏng và dễ thương. À, mà cô biết em gái tôi mà phải không? Tôi nhớ rằng đã có lần tôi kể với cô về nó rồi đó. Ừ, phải. Khi mà em gái tôi mất đi, tôi giận ba tôi lắm. Giận nhiều lắm, đến nỗi tôi muốn bỏ nhà ra đi. Thật vậy hả? Anh mới 9 tuổi thôi mà đã muốn bỏ nhà ra đi rồi. Tôi chỉ dự định ra đi, nhưng không thể được, vì Bảo Yến đó. Có phải cô ấy đã không cho anh đi? Đừng có ngu dốt như vậy, hãy suy nghĩ kỹ đi. Có phải cô ấy đã nói như vậy không? Không phải gì đâu. Tôi muốn ra đi và có đủ tiền để đi.
Nhưng tôi đã dành số tiền ấy đi mua kem cho Bảo Yến. Tôi không thể nào nhìn Bảo Yến khóc một mình mà ra đi, nên tôi đã mua kem cho cô ấy. Và còn hứa là Bảo Yến, anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc và lo lắng cho em đến suốt cuộc đời. Đừng khóc nữa nha. Nhưng rồi tôi quên đi lời hứa hẹn. Vì cô đó. Minh Minh, cô có hiểu được chuyện này không? Cô thật sự là một cô gái rất kỳ lạ. Tôi kỳ lạ? Ồ, có phải là tôi là nồi cơm, là con rùa, là con gà, là máy hút bụi, hay là người ngoài hành tinh gì đó đúng không? Ý anh là vậy hả? Cô thiệt ngốc nghếch. Đó chỉ là những lời đùa giỡn thôi. Tôi rất vui khi chọc giận được cô. Lúc mà cô giận, nhìn cô mắc cười lắm. Cái mặt của cô nhìn rất là tiếu luôn á. Từ khi nghe Đình Phong nói rằng anh ấy sẽ dẫn cô ra đi, tôi đã cảm thấy không được thoải mái cho lắm. À không, không chỉ là không thoải mái, mà tôi còn cảm thấy mọi chuyện thật là tồi tệ và giận dữ kinh khủng. Cô có cảm thấy là tôi rất trẻ con hay không? Hả? Minh Minh, lúc ở bên cạnh cô tôi rất vui, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái. Thật vậy sao? Phải. Nếu như câu chuyện cười của cô không quá ngớ ngẩn. Cô có thấy rằng lúc cô ở bên cạnh, tôi có nói nhiều lắm phải không? Khi bên cạnh cô, tôi thật sự trở thành một người khác. Và tôi đã quên đi Bảo Yến. Em ăn chút gì đi chứ, đừng như vậy nữa. Tuần sau anh sẽ chuyển sang nhà khác sống rồi. Có thật không? Có thật là anh không muốn sống chung với Minh Minh trong căn nhà đó nữa không? Bởi vậy cho nên em đừng buồn nữa. Em ăn đi. Anh có biết là bây giờ em không thể sống mà thiếu anh được không? Cô tính làm việc suốt đêm hay sao? Với kịch bản thì hơi nhàm chán chút, phải chỉnh sửa rồi thêm bớt cái này cái kia. Nói chung là phải chỉnh sửa rất nhiều lần. Anh ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Tuần sau tôi sẽ dọn đi. Cô ở lại ráng làm việc nha. Mà còn nữa, làm việc chăm chỉ thì tốt, nhưng mà không nên thức suốt đêm bởi vì tốn tiền điện lắm đó. Cục tắc, cục tắc. Cố lên.